Vâng ạ. Xin chào các bác yêu lan trên toàn quốc. Hai bố con xin được chúc sức khỏe tất cả các bác. Sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Vâng, và hôm nay là thứ tư. Tuy nhiên em lại được về để lên những cái giò lan rừng cho các bác sưu tầm. Bởi vì trên chỗ em dạy, cái xã của chỗ em dạy thì có một cái tục lệ, đó là tục lệ cấm bản của bà con người Mông và người Dao trên đấy. Cứ vào tháng 2 là người ta cấm bản 3 ngày. Và năm nay rất là đặc biệt là cấm bản vào thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Nên là cộng với 2 ngày thứ bảy, chủ nhật, nó gọi là Tết thứ hai đấy. Đó là niềm vui nho nhỏ của những người làm giáo viên vùng cao của bọn em. Đó là Tết thứ hai của bọn em, được nghỉ Tết, ngày nghỉ Tết thứ hai của em. Và em không để các bác lâu nữa. Và hôm nay nói thật với các bác là trên đường đi làm về đây này, mua được một cái dê đùi gà rất là đẹp. Vâng, một dê đùi gà rất nhiều nụ luôn các bác nhé. Rất nhiều thân hoa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 thân hoa, 14 thân hoa đang lên. Rất nhiều người ta trùng trên cái trụ giớn này bác này. Thuần hết rồi các bác nhé. Giò đùi gà này có giá là 460.000. Đùi gà số 01, 460.000. Đây, trên đường đi làm về mua được hai giò lan, kiếm được lên đơn. Và chắc là nếu bác nào chốt thì sẽ được tiền xăng, là mỗi một giò là được 50.000. Đấy, mỗi giò 50.000, và chưa kể tiền thùng, tiền giấy, tiền băng dính. Đấy, mỗi được giò 50.000 đây, 480.000. Giò số 01 đùi gà Lai Châu số 01, 480.000 các bác nhá. Rất là đẹp đây các bác ạ. Người ta trồng là nghe cái thân này nó dựng lên thì quá đẹp luôn. Như đây này, đi buộc vào này, không được, nói chung là bố trí không được đẹp lắm. Người ta cứ ghim ở đây thôi. Đây, ghim các bác này, đóng cái cọc, cái giới đóng cọc ở đây thôi. 480.000 số 01 đùi gà. Đây đây các bác này, Ý Ngọc đây, các bác nhìn người ta trồng này. Giò này 200.000. Ý Ngọc số 02, 200.000 1 thân hoa, 2 thân hoa, 3 thân hoa, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 thân hoa cộng mầm gốc lên tua tủa như này. Và Ý Ngọc này chưa sưng nụ đâu nhá. Tầm 20 ngày nữa thì bắt đầu Ý Ngọc bắt đầu sưng nụ, 25 ngày nữa. Đấy, sau kèn mà, sau kèn 25 ngày. Ý Ngọc số 02, 200.000. Vâng, đầu lên tiếp cho các bác đây. Lên cho các bác cái, con cầm cái giò cáo này đi. Lên cho các bác còn một giò Sơn Thủy Tiên số 03, đang sưng hết nụ đây rồi các bác ạ. Đây, đang sưng mắt, sưng to rồi. Đấy, có giò thì sưng to, có cái thân thì sưng to, có cái sân thì đang nhú lên nhé. Đây, đây là nó một dề của nó, nhưng thân già cũ của nó rất nhiều. Thân cũ của nó rất nhiều. Giò này có 280.000, Sơn Thủy Tiên số 03, 280.000. Đấy, 280.000. Cáo đỏ ơi bố. Vâng, em lên cho các bác một cái dề cáo, một cây mẹ đây. Một cây con, 2, 3, 4 cây con. Cáo đỏ chót Lai Châu như các bác nhé. Đỏ luôn, các bác nhìn lá này. Cáo Lai Châu đỏ như này, nhưng một cây này rất tiếc là lá nó không được xếp đẹp, lá lướt. Đây là dòng lá lướt nên là mua được rẻ thì bán được bác rẻ các bác nhìn. Đây này, các bác nhìn này. Đấy, dòng lá lướt nhưng mà hoa thì em chưa biết. Nhưng mà thường là cáo Lai Châu hoa rất dài và tím, những cây đỏ như này các bác này. Đấy, các bác nhìn nhá. Cáo Lai Châu số 05, 480.000. Vâng, em lên cho các bác một cái cờ. Các bác nhìn kiều vuông lộc bác đẹp không? Này, đấy, dễ ăn xuống đây rồi. Đấy, giò kiều vuông rất nhiều thân nhá. Sang năm thì những cái thân này thì nó ra mầm gốc, xong những cái thân này lên thì nó phải đến hơn 20 thân đấy. Giò này rất là đẹp, một giò duy nhất thôi các bác nhé. Em có đâu đồ 15 giò như này, nhưng mà có một bạn xin hồ. Bạn ra bạn lấy 5 giò về làm giống, còn anh em ở Lai Châu á, mỗi người lấy 1-2 giò làm giống, bây giờ còn đúng một giò. Đấy, còn đúng một giò, nuôi năm nay là năm thứ 3 rồi. Đây năm thứ nhất, đây năm thứ 2, và năm nay bắt đầu bước sang năm thứ 3 rồi. Đấy, có giá là 420.000. Kiều vuông lộc bắc số 04, 420.000. Vâng, em lên cho các bác một cái dòng kiều. Đó là kiều tím miền Trung, lá mít, bản lá to như bàn tay luôn. Đây là một dề nhé. Các bác nhìn một dề này.
Đấy, các mày đã sưng to rồi. Các mắt này, một thân năm nay sẽ ra hoa này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 thân này, 7 thân này sẽ ra hoa, đang sưng mắt rồi. 8 thân này sẽ ra hoa. Đây, hai cái thân này đang sưng mắt rồi. Kiều tím miền Trung số 09 520.000. Kiều tím miền Trung quay xa cho các bác xem nhá. 520.000. Đấy, 520.000. Vâng. Em vẫn còn cái hạc đỉnh. Hạc đỉnh số 14 300.000. Đây, hạc đỉnh rất nhiều cây, nhiều giống, nhiều củ cho các bác nhé. Đây, vạch ra các bác này. Đang lên hết rồi. Nhiều củ dòng này, có một vòi hoa to bây giờ đang lên tiếp các vòi hoa khác. Đấy, cái này là bác về vừa chơi hoa vừa làm giống luôn. Ok luôn. 300.000 hạc đỉnh số 14. Đây, một chậu hạc đỉnh này thì đây, vòi hoa đang lên đây. Vòi hoa lên đây các bác. Hạc đỉnh số 16 cũng 300.000. 300.000 hạc đỉnh. Đấy các bác, cực kỳ dòng này cực kỳ hoa bền và dễ thuần, dễ chăm. Các bác cứ để dưới giàn hay để đâu cũng được, rất ok. Đây đấy, đây, và tiếp tục em lên các bác này. Các bác nhìn cái mặt bông này đẹp không? Đấy, đây là hài kim xanh nha các bác nhé. Hài kim xanh cực kỳ đẹp luôn, mà hoa bền thì vô đối luôn. Chậu này 1, 2, 3 ngồng hoa. Hài kim xanh số 19 280.000. Đây. Chậu này 4 ngồng hoa luôn. Chậu hài kim xanh số 18 300.000. Đấy, hài kim xanh số 18 300.000. 4 ngồng hoa luôn các bác ạ. 4 ngồng hoa luôn. Đây các bác nhìn nhá. Đúng 4 ngồng hoa. 1 2 3 4 bông này hé rồi. Đây các bác nhìn xem nhá. Đấy. Rất là đẹp. Mà 200 bao tiền nhỉ? 300.000, 300.000. Đây 5 vòi hoa. Cái này 5 vòi hoa luôn. Chậu này 5 vòi hoa luôn các bác. Đây các bác nhìn xem này. 1 2 3 4, đây một vòi nữa, 5 vòi hoa. Ừ, cái này, cái mã này để đâu rồi con? Đây là bốn rơi. À, rơi là 300.000. Hài kim xanh số 20 300.000. Rơi. Ủa này. 300.000, hài kim xanh số 20 300.000. Cẩm báo rồi. Đây em lên cho bác 4 cái cây cẩm báo này. Cây này có đang có một vòi hoa này. Cây này đang có một vòi hoa này. Cây này đang có một vòi hoa này. Đấy. Cây này thì chưa thấy. Cây này thì chưa thấy. 280.000 cẩm báo số 06. 280.000 cẩm báo số 06 nhá. 280.000. Vâng. Và để tiếp theo em lên cho các bác cái tác phẩm. Những cái giò kiều tím miền Trung của nó là đẳng cấp. Các bác nhìn nhá, quay từ xa là các bác xem nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 thân hoa, một dề kiều tím miền Trung 18. Giò này em buộc lên như này các bác nhìn dây này. Không, nó xòe ra rộng quá, nó kín ràng. Buộc lên đều sưng mắt hết nha các bác nhìn nhá. Nhìn đây. Đây. Sưng to hết rồi đây này. Đấy, sưng to hết rồi đây các bác nhìn này. Đấy, giò kiều tím miền Trung số 11 có giá 1.500.000. Miền Trung, kiều tím miền Trung các bác biết rồi. Nhiều bác chơi lại biết rồi đúng không ạ? Giá của nó mua kể cả hàng cân cũng rất là cao. Chưa nói gì đến hàng về như thế này. 1.500.000 kiều tím miền Trung. Tiếp theo em lên cho các bác một cái sản phẩm nữa. Giò này không buộc lên nó xòe ra như thế này mà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 26 thân lá.
đều sưng mắt to hết rồi các bác. 26 thân lá kể cả các thân năm ngoái đã ra hoa nhá. Và năm nay nó cũng sẽ tiếp tục ra hoa, còn lá là còn ra hoa, 26 thân. Giò này có giá 1.600.000, giò kiều tím miền Trung số 10. 1.600.000. Chất lượng không các bác, 1.600.000, kiều tím miền Trung số 10. Vâng. Bắt đầu đến mùa chồn tam bảo sắc của Lai Châu rực rỡ rồi các bác này. Tất cả các cây này ở khẽ lá đều có ngồng hoa hết nhé, đều sưng hoa hết rồi. Thầy, em chỉ cho các bác xem. Nó ở trong kẽ lá này, bây giờ nó trong kẽ lá này. Cây nào gần như ở trong kẽ lá này cũng bắt đầu sưng hoa rồi. Đấy. Quạch kẽ lá nó mới nhú thôi nên là nó chưa thò ra ngoài. Giò chồn Lai Châu số 13, 380.000. 380.000 chồn Lai Châu số 13. Vâng. Những mùa chồn mùa tam bảo sắc rồi, đang nhú hoa hết rồi. Giò chồn Lai Châu số 12 cũng 380.000, chồn Lai Châu số 12 cũng 380.000, 3.000 nhá. Đấy, cây đây này. Đây các bác. Thấy chưa? Đâu cây nào đây? Đây nữa. Đây đây đừng động mà con, nó hỏng mất. Đấy, đây. Các bác nhìn thấy chưa? Hoa hết rồi, cây nào gần như có hoa đâu rồi. Các cây khác. Các cây khác đều như vậy. Chồn Lai Châu số 12 380.000, 380.000. Vâng. Rất tiếp theo đây này, tam bảo sắc cũng bắt đầu hoa hết rồi các bác ạ. Tam bảo sắc Lai Châu. Tam bảo sắc Lai Châu số 07 350.000. Đây này, ngồng hoa hết rồi các bác này. Đấy, ra hoa hết rồi các cây. Riêng cái dòng Lai Châu này, cái cây bé nó có hoa đầy các bác nhìn. Đấy, cây bé này 350.000, tam bảo sắc Lai Châu số 07 350.000. Tiếp theo, một đơn tam bảo sắc nữa. Tam bảo sắc, giò tam bảo sắc tiếp theo 08 300.000. Giò này thì cái ngọn này nó hỏng nhưng mà nó lại ra ngọn mới này các bác này. Cây này xếp đẹp, cây này lá to xếp đẹp, 1, 2, 3, 5, 6 cây. 300.000 số 08, giò này là rất là rẻ đấy. 300.000. 300.000 các bác, giò này đóng hàng cực khó đây này. Nó xoay sở các kiểu ơi. Nó phát triển theo chiều nắng. Số 08 300.000. Vâng. Đây em vẫn còn cái hạt vĩ trắng Lai Châu số 66. Nụ chi chít luôn, mầm gốc lên, 300.000. Số 66 300.000, hạt vĩ trắng Lai Châu. Nào lại rơi ra này. Để vào đây chẳng có lại rơi ra gốc mất mẹ. Đây, mầm gốc đang lên rồi. Vò này dòng các bác làm giống nhá. Nụ chi chít đây rồi, các bác về ngắm hoa luôn. Muốn có tác phẩm đẹp thì chúng ta chăm cây từ nhỏ, giá hợp lý cho các bác nhé. Đấy, 300.000 hạc vĩ Lai Châu số 66, hạc vĩ trắng tinh. Ừ. Nãy giờ này treo đâu nhỉ? Ở đây à? Tiếp theo, em lên cho các bác cái tác phẩm vôi này, còn cái tác phẩm vôi này. Ép trụ tròn này. Vôi Lai Châu. Một tác phẩm ghép trụ tròn vôi Lai Châu có giá bao nhiêu? 720. Số 26 720.000. Vôi Lai Châu, vôi Điện Biên nhá, vôi Điện Biên. Vôi Bắc, vôi Điện Biên 720.000. Đấy, rất nhiều thân hoa luôn, tác phẩm luôn, ghép tác phẩm. Vâng. Thôi kiểu đấy luôn. Nếu hôm sau còn có cái thì quay cho các bác kia cũng mang hết ra. Tiếp theo vẫn còn cái giò Vanda Uyên Ương này. Giò Vanda Uyên Ương của người dân Mông mang về 260.000. Vanda Uyên Ương số 44 này. Cái giò này thì chưa thấy nụ hoa lên, hoa lại lên hơi muộn. Đây 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 đây, đây. Bắt đầu nhú rồi các bác. 260.000 Vanda Uyên Ương số 44. 260.000, phải số 44 không? Số 44 thật. 260.000. Vâng. Hết rồi. Hết rồi.
lên đấy rồi mai lại tiếp tục. Vâng. Đây chứ bố. Thôi, ui, lên cái tác phẩm này, từ từ lên. Ơ thôi, ở lên cái tác phẩm này, cái tác phẩm này đẹp. Lên được các bác xem như này cũng nọ người người Mông mang về đây mà. Ui giời, nó phải 100 tấn cái gì thật qua này, nó đang xuống lá này. Các bác ơi. Bắt đầu xuống lá rồi. Có những thân hoa nó xuống lá này các bác nhìn này. Quần lâu lắm rồi. Này này, bây giờ buộc cả dây vải các bác này. Để con đếm. Ui, không đếm nổi luôn. Em quay xa đây các bác xem nhá. Ui giời, tùm mặt hoa thật hoa cực đẹp và thơm các bác ạ này. Chưa? Khủng khiếp chưa? Thập hoa. Ơ, mã. Cái này chưa có mã. Đây bố, mã đây. Mã có chưa? Mã đây bố. Mã số bao nhiêu? Đọc cho bố xem nào. Mã số từ mã số 52950.000. Mã số 52950.000 thập hoa mã số 52. Ui giời ơi. Quá đẹp luôn. Tùm luôn. Không phải nhí. 950.000. Quá rẻ. Quá rẻ thật. Một tác phẩm như thế này. Rồi hôm nay lên đấy đã, để còn ngày mai có cái để quay cho các bác chứ. Lên hết thì mai video ngày mai nó lại không có cái gì hay hay. Các bác lại không xem nữa. Hết rồi bố. Hết rồi. Vâng ạ. Video ngày thứ tư, ngày đầu tiên nghỉ cấm bản. Ngày Tết thứ hai của các thầy cô giáo vùng cao. Là Tết lần thứ hai của các cô giáo nghỉ Tết thứ hai của cô giáo vùng cao nên là hết. Em xin chào và tạm biệt các bác, chúc các bác sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Em xin chào hai bố con, xin chào tạm biệt. Chào các bác.